Xin chào mọi người, thì hôm nay trong vườn em mới sổ ra được một cái bông giả hạt khá là đẹp luôn. Đó, đây là một cái dề mắc xước nha mọi người. Đó, mọi người có thể quan sát kỹ này. Đó, mắc xước và đặc biệt là cái phần môi cũng hồng khá là đẹp luôn. Cánh thì đang bay nha, cánh thì đang rất là bay. Đó, mọi người có thể thấy là cái phần cánh bay cong ra. Đó, môi. Đó, đây là một cái dề có khuôn hoa rất đẹp, đặc biệt nhất là xước nha. Mọi người có thể thấy là hai phần mắt hai bên nó rất là mờ. Rồi. Đây là một cái dê giả hạt con tôm nha, hoa rất là thơm mọi người. À, đây rồi, đây là cái dê sổ hoa bói đầu tiên luôn, mọi người có thể xem. Giờ này thì nó có cái thân tơ năm ngoái này, thân tơ năm ngoái là thân này, nó chưa sổ hoa và năm nay thì nó lên cái thân tơ này thì bắt đầu sổ hoa, mầm gốc thì đã lên rồi, đó, khá là khỏe mạnh. Mọi người có thể thấy là nó bám bám trên một cái dây thân già rừng này đó. Rồi. Rồi, giờ này khá là đẹp. Mặt hoa trong mặt hoa rất là rực rỡ nha mọi người. Có tí nắng nữa thì nhìn sẽ đẹp hơn nhiều mọi người. Để em lấy nét đấy nha. Đó, nếu mà lên nắng thì nhìn rất đẹp luôn.